chưa? Tình kia chưa? Trời ơi, xinh quá nhỉ. Vợ chồng chị hạnh phúc quá nhỉ. Chứ sao? Đi Niagara Falls chơi phải không? Đúng. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp biết chưa em? Trời ơi, lại hạnh phúc quá. Vợ chồng sao hạnh phúc thế này? Thấy chưa? Ảnh ẩm chị thấy chưa? Trời, ảnh thương chị lắm. Em biết không, anh Bình anh thương chị kinh khủng lắm. Thế à? Lúc nào anh cũng nâng niu chị hết trơn á. Ảnh là người chồng thành thật, không bao giờ biết giả dối dở trơn á. Trời ơi, em nhìn hình rồi em nghe chị kể chuyện. Trời ơi, em buồn chồng em quá chị ơi. Sao vậy? Mình đâu rồi? Đi bác sĩ rồi. Bệnh gì? Bệnh gì khỏe như trâu ấy. Nhưng mà mắc cái tật em nói dối. Ôi trời. Trời ơi, ra đường nói dối bạn bè, về nhà dối vợ, đi làm nói dối chủ. Đây này, tuần vừa rồi xin em 1.000 gửi về cho bố mẹ ở Việt Nam thì tốt. Trời ơi, em thấy hiếu thảo, em cắn răng em cho 1.000 gửi. Ai ngờ em tìm ra biết sao không? Sao? Gửi có 50 còn 950 đánh bài sập sáng. Trời đất ơi. Bởi vậy ta nói chỉ có một mình chồng chị là thiệt thà với chị thôi à. Còn mấy ông không có ai mà bảo đảm với vợ hết trơn á, em thấy không? Thế? Mà cái nói dối này là cái tật rồi. Cái bệnh thì chữa hết nhưng mà cái tật thì muôn đời em ơi. Không chị ơi, có cái ông bác sĩ này ông hay lắm. Ừ vậy hả? Chị bằng tâm lý đàng hoàng. Vậy sao? Ai mà nói dối tới đâu là đến gặp đúng 3 lần. Coi như nói thật toanh tét rồi đấy. Ừ vậy sao? Chồng em đi lần này lần thứ 3 rồi. Ừ vậy hả? Nếu về mà không đổi tâm đổi tính á. Ừ. Em gọi phone em chửi ông bác sĩ đó ngay. Đúng. Em chắc nếu anh nói ơi, anh rất yêu em. Đấy, đấy chồng em là rồi. Thật ra anh đang dối lòng. Còn em nói nếu anh nói dối hoài thì em sẽ divorce anh. Ủa em. Ủa chị Lan. Hai chị em mới qua hả? Ủa. Chào chị. Bệnh gì mà sao vui vậy? Yêu đời vậy? Dạ không phải, tại lúc này em đang vui quá chị. Sao vậy? Ủa. Hả? Chị Lan. Ừ. Sao lúc này chị khác quá vậy chị? Chị đẹp ra phải không? Chờ chị đổi chữ tóc ai cũng khen chị trẻ hết trơn phải không? Không có, em thấy chị già đi đó chị. Hả? Thôi có chết rồi chị Lan ơi. Da mặt chị nhăn quá chị Lan. Gì đâu. Em thấy chị nên đi căng da mặt đi nha. Nhưng mà căng vừa phải thôi. Em thấy nhiều người căng á, căng quá cái miệng á, động tới mép tai này nè. Thấy không? Trời ơi anh ơi em thương anh quá anh ơi. Anh chê chị Lan già mà xấu em mừng quá. Trời ơi em mừng quá anh. Anh đáng yêu quá trời ơi. Chê sao chị Đào? Hả? Chồng em chê chị mà sao em mừng dữ vậy Đào? Không có, chê như vậy có nghĩa là có triển vọng khỏi bệnh rồi, nói thật nãy giờ đấy. Dạ, chị Lan à, giống như là mắt của vợ em á chị Lan. Chị Lan thấy không? Mắt cái vợ em giống như là người ta nói là cặp mắt là cửa sổ tâm hồn. Cửa sổ em sáng lắm, chồng em vẫn thường nói thế đấy. Con cái mắt của vợ em hẹp quá. Cửa sổ này hẹp dữ à. Nhưng mà anh nói dạ, nhưng mà anh nói em nghe nha, kỳ này anh có tiền rồi á, anh dẫn em đi cắt mắt. Thôi mà. Nhưng mà đừng có tham lam cắt quá nha em. Anh thấy nhiều người tham lam cắt quá đó. Mắt trận trắng này nè. Trời ơi. Ba chúng ba chào chị, chào chú. Nó là vậy đó. Chứ không thôi em cắt quá. Tối em về em nằm ngủ quá, em mở mắt anh tưởng em còn thức. Anh nói chuyện hoài à. Khổ quá anh ơi. Thôi được rồi. Nhưng mà anh chê em cũng bằng lòng đó. Vì em khỏi bệnh rồi chị Lan ơi. Nhưng mà anh cũng cảm ơn em. Em giới thiệu cho ông bác sĩ quá giỏi em. Anh hứa với em từ rày về sau, chuẩn bị bước sang năm 2000 anh không bao giờ nói láo nữa. Hay quá. Tại vì con tim của anh bây giờ là con tim chân chính không bao giờ biết nói dối. Thấy không em? Hay không? Thiệt. Xin phép chị, em hôn vợ em cái nha. Tự nhiên. Kỳ quá. Em ơi. Hả? Tối gội đầu chua quá. Chị nói thiệt nha. À, nãy giờ chị muốn nói mà sợ Đào nó buồn. Cái chỗ này cũng khó chịu lắm rồi. Dạ. Không không, em mặn hỏa, em kỵ thủy. Xuân thu nhị kỳ tắm 2 lần. Trời ơi, anh ơi em mừng quá nha. Bây giờ anh cứ chửi em, cứ mắng thẳng vào mặt em. Miễn là anh thành thật là em vui rồi. Này nhá, từ đây về sau hễ mỗi lần mà em nghe anh nói dối một lần thôi đó là em ly dị anh liền. Này, có chị Lan làm chứng chị cho làm em chứng nhá. Không, anh hứa với em, từ rày sắp tới anh không bao giờ nói láo nữa. Chẳng những anh không nói láo mà anh còn khi dễ những người nói láo nữa. Đúng rồi, hay quá chị. Em biết không? Đây, em phụ treo bản này đi. Cái bản gì vậy? Đây. Trời ơi. Thấy chưa? Honesty is the best policy. Hay quá. Có nghĩa là không có gì bằng chân thật. Trời ơi, anh ơi, em yêu anh quá, anh ơi, em yêu anh quá. Nè, chị Lan ơi, hay là chị cho anh Bình đó đi tới cái ông bác sĩ là đi hay lắm đó. Trời đất ơi. Anh Bình mà nói thiệt thì có một húp cháo á. Sao vậy? Ủa? Trời ơi, anh bán chợ trời mà biểu nói thiệt là sao ăn trời. Chị không được đâu chị ơi. Chứ sao? Em thấy là nói láo xấu lắm, bỏ đi chị. Trời ơi, không phải bỏ
thằng con chị hả, mới 5 tuổi anh đã tập nó nói láo rồi. Chết sao trời ơi, bây giờ mới mười mấy tuổi hả, nó siêu đẳng hơn ba nó luôn. Trời ơi, nói thiệt nhưng mà chị không muốn nó bỏ. Ủa, sao vậy chị? Sợ ảnh hưởng tới nghề nghiệp của nó sau này. Ủa, vậy mai mốt chị cho con chị học nghề gì? Luật sư. Đây. Thôi vậy hả chị? Thôi, nhưng mà đâu. Thôi chị ơi, em nói chị nghe, nói xấu xấu lắm. Chẳng hạn như chị nhớ cách đây 3 tháng không? Ừ. Chị bị hư thai đó. Cái gì? Ê. Trời đất ơi, mười mấy đứa rồi còn hư thai gì nữa trời. Sao? À, xin lỗi chị. Tại vì em đi bác sĩ riết em bị hơi loạn loạn xíu. Chị bị hư xe. Hư xe. Em lộn hư thai. Chị nhớ không? Yeah. Cái bữa đó cái anh Bình bị bằng công chuyện không đi sửa xe được. Đúng. Anh nói chị mới nhờ em đi sửa xe giùm cho chị. Đúng, 350. Dạ không. Có 300 mà chị. Em bằng lời chị 50. Trời ơi anh tuyệt vời quá. Trời ơi anh tuyệt vời, anh lời chị 50 tuyệt vời quá. Dạ. Anh ơi bây giờ bây giờ trả chị Lan 50 đi. Thôi. Vậy không? Để em trả chị. Thôi chị cũng bỏ qua. Không. Mấy nhỏ này kìa. Em đã nói rồi. Không em. Vì danh dự phải trả. Em. Cái gì? Hai cho anh 50 đi. Cái gì 50 đó? Hết tiền. Sáng tôi cho 200 đâu. Em cho rồi nào. Xạo không à. Đừng nói thế. Honesty is the best policy. Biết rồi, từ từ. Khổ quá mất đây này. Đấy, kỳ ghê, chị đã nói chị không chị lấy rồi mà kỳ quá đi. Chị Lan đâu lấy cho em. Thôi không lấy sợn đầu nó buồn thôi kìa, để chị lấy cho, không sao đâu. Đó, em biết không, ông bác sĩ ông dặn anh á là mình có thắc mắc hay là còn uất ức trong người cái gì á, cứ nói ra hết đi. Đúng rồi. Con người mình mới cảm thấy nhẹ nhàng. Em có nhớ là cái hôm Noel vừa rồi không? Anh có mua cho má em đôi giày hiệu Gucci 400 đồng, nhớ trời không? Trời ơi, chị Lan biết không? Đốt đuốc ban ngày không ra rẻ như thế này. Bà già 82 tuổi mà tặng Gucci đi thì khỏi có gì mà may mắn tặng không? Trời ơi, mẹ em có phước lắm đấy. Đúng rồi. Vâng. Em ơi. Sao anh? Nhưng mà không phải vậy. Chứ sao? Bữa đó anh đi xe bus, ai đi shopping bỏ quên á. Anh mới lượm về tính cho em nhưng mà chưng em nhỏ quá cho má. Chứ chị Lan biết em mà. Biết. Có đời nào mua đồ cho ai đâu chị. Biết, nhìn mày tao biết. Xin mà. Lỗi chị, 10 đồng không bỏ Gucci 400. Đúng rồi. Sao không nói trước thì ta có chị Lan nói lung tung à. Em á là thằng quỷ nha. Sao chị? Bữa hổm làm chị Lan bình quá trời luôn vậy đó. Dạ sao? Chị nói anh phải bắt chước cái gương thằng Minh đó. Nó dám mua dài cho mẹ vợ nó 400 đô. Có bao giờ anh dám mua cho máy 40 đô không? Làm chị rầy quang ảnh mà. Chị nhắc anh Bình em mới nhớ đó nha. Sao? Chị cũng nên cho anh Bình đi ông bác sĩ gì đi. Đúng rồi đấy chị, đi đấy giỏi như chồng em. Trời anh Bình thương chị thiệt thà vậy mà sao đi bác sĩ được? Cái gì? Anh Bình thiệt thà. Chứ sao? Xin lỗi chị à, ảnh là tổ sư nói dốc á. Em 10 ảnh chính đó chị. Em nói nữa chị giận á nha Minh. Không. Thà sao sao? Anh mình cũng nói dối lắm mà. Cho nói ha. Rồi rồi kể cho chị nghe. Đấy đàn ông thế đó, ai cũng nói dối. Bây giờ nói chị nghe, chị có nhớ là cách đây 4 tháng không? Chị bị đau bụng có gì nhớ không? Ăn chè thiêu phải không? Trời Tào Tháo rượt chạy muốn chết luôn. Em biết không? Trời ơi, tao nói đi ra đi vô ban đầu đi sao bò không à. Chị mới kêu anh Bình về chở chị đi nhà thương đó. Đó. Chị thấy không? Chị đi không nổi chị bò. Chị kêu anh Bình về chở chị nhà thương. Anh nói anh bận công chuyện không thể về được. Thì bận công chuyện. Sao? Bận con khỉ, thật ra bữa đó chị biết anh đi đâu không? Đi đâu? Đi coi vũ sexy. Trời. Thấy chưa? Thấy chưa? Rõ ràng thấy chưa? Thấy đàn ông chưa? Trời ơi, chị giờ chị xé xác anh ra liền cho em biết. Có chưa? Trời đất ơi, mày đi với thằng nào? Đi thằng vai nó đi. Đi vai vậy hả? Dạ, đi vai. Đi với em. Cái trời. Gì? Tại sao nó lại đi làm overtime mình sexy? Tôi sexy chưa đủ à? Em. Vậy hả? Đâu? Honesty is the best policy. Nói thiệt. Vâng. Còn nữa chị, còn nhiều chuyện lắm. Không, để cho anh nói em. Dạ, chị có nhớ không? Chị, anh Bình nói anh thương chị lắm. Thì chứ gì nữa. Anh nó bồng chị ra ngoài ăn cơm. Xong bồng chị vô. Anh nói chị là con mèo ngái ngủ trên tay của anh. Dạ. Anh nói chị là con mèo ngái ngủ, anh nói em khác. Nói sao? Anh nói chị là con voi ngái ngủ. Trời. Anh nói vậy đó chị. Chị chịu hết nổi rồi đâu ơi, chắc chị phải đi về quá đâu ơi. Trời, phải hỏi cho ra lẽ chứ. Thôi chị đứng đây, chị đừng có giận hờn gì hết. Em nói chị nghe. Chị đâu có ngờ chồng chị vậy đâu. Dạ. Biết rồi nhưng mà chị tới với em á vì là chị muốn mua cái áo của em. Giận hờn làm gì anh, đủ rồi. Bác sĩ giỏi lắm rồi, anh cũng giỏi lắm rồi. Yeah. Khép miệng lại giùm em. Ok. Đi vào lấy giùm em cái áo cho chị Lan nha. Dạ. Nha. Trời đất ơi, tức muốn chết luôn vậy đó. Chị biết không, cái áo của em nhá. Em mua 500 đô. Đây. Em mua 500 đô nhá. Mà em chưa mặc lần nào. Ủa vậy sao? Để chị 300 đô thôi. Trời ơi, có nửa giá à. 300 đô chị cũng lấy nữa. Em quên rồi. Quên cái gì? Áo mà phải 500 đâu. Cái gì? Giá nhiều. Áo này 75% off. Còn có 150 à em. Trời ơi,
đỡ chuyển trăm thôi được rồi. Không, trăm rưỡi hay trăm gì chị cũng lấy hết, nhưng mà có điều là em mặc chưa? À, chưa, chưa bao giờ sợ lần nào cả. Hả? Chưa. Em quên nữa rồi. Anh nói em nghe nè, cái áo này đó. Anh Táo. Tại gì vậy Minh? Không gì đâu. Anh Táo nó có vitamin C. Lấy ra nói tiếp cho chị nghe, để cho nó nói đâu em ơi. Trời ơi, vợ tôi giả man vậy trời. Trời, nó giả man thiệt. Con này ác phụ quá trời luôn. Xin phép chị cho chị. Cái áo này thật ra vợ em mặc rồi, mặc một lần. Hả? Cái bữa hai vợ chồng em đi đám cưới đó chị. Ừ. Mặc một lần rồi, đám cưới đại không no, tối về đi ăn mọi món. Ừ. Cái vợ em làm đổ nguyên tô món em cho người á. Trời đất. Bởi vì em mới đem giặt dry clean đường chết luôn á chị. Vậy thôi, không dám nói. Đào ơi, cái áo mà em mặc rồi thôi chị không mặc nữa đâu. Ừ. Bây giờ em lấy áo khác, có áo khác thì đưa cho chị đi. Xin lỗi, tại chị biết em nhiều áo lắm. Cái thì nó đổ mắm tôm, cái đổ mắm tép, cái đổ mắm nêm, lung tung cả thôi anh. Thôi lấy cái khác cho chị đi. Em có cái jacket tuyệt vời chị ơi. Dạ, chắc dạ. Được đó, chắc dạ. Lấy cho chị đi Minh. Anh Minh à. Ủa, sao vậy em? Ai, ai, Ủa, chị Lan à. Chị Lan đẹp quá vậy chị Lan. Ủa, trời chị Đào. Chị Đào hôm nay cũng đẹp ghê vậy nha. Ủa, nay chị Đào ở nhà hả? Ủa, hoài. Ủa, anh Minh. Thôi em, đừng ủa nữa em. Có bầu ủa hoài vậy bà? Tôi có. Chuyện gì đây, nói đại đi. Em nghe người ta nói đó, chị Đào đó cho anh Minh đi học cái khóa gì mà thần kinh chữa bệnh sinh lý đó. Ê! Cái khóa tâm lý chữa bệnh nói dốc. Nói dốc. Anh chị về tâm lý thôi chứ cái khoản kia thì không cần, anh đầy đủ lắm. Vậy hả? Trời. Nhưng mà sao rồi, thành công không vậy? Rất thành công. Anh báo cho em mừng, bây giờ anh không còn nói láo nữa em ơi. Và ai hỏi anh điều gì, anh đều nói chân thật rõ ràng hết. Anh giỏi lắm đấy. Hay quá trời. Anh biết không, em á hả, em muốn cần một người nói với em những lời thành thật. Chị Lan biết không? Không. Chị Đào biết không? Không. Cái bài thơ này nè em mới sáng tác đó nha. À. Em sáng tác hôm qua đó. Cái bài thơ này nó thiệt là trữ tình lãng mạn nha. Cái bài thơ này nó diễn tả một cặp tình nhân đang dìu nhau đi dạo phố nè, một cặp tình nhân đang ngồi dưới góc phố nè, một cặp tình nhân đang đi trên đường phố nè. Ba cặp hả chứ? Không có một cặp ha. Tôi đếm 6 người đây, sao đông người thế? Không không, một bài thơ thôi, một bài thơ. Anh Minh, gì, coi giùm em coi cái bài thơ này có hay không? Rồi anh cho em biết một cái lời thành thật nha. Để em đi đăng báo dự thi đó, dự thi. Rồi, đây coi coi. À, thôi không cần, để em đọc nha. Em đọc cho chị, cho chị nghe nha, cho anh nghe nha. Rồi. Bài thơ này em đọc nó mới diễn tả hết được cái nội dung bài thơ của em. Đôi ta cùng nhau sánh bước bên thềm. Hay. Bên nhau ta hát khúc êm đềm. Hay. Mỗi lần anh ngồi xuống bên em. Lần nào em cũng đòi ăn kem. Trời. Thấy không? Thấy không? Gì kỳ vậy em? Sao kỳ? Trời ơi, kỳ á. Ngồi bên kép của mình á, tự nhiên không đòi cái gì, đòi ăn cà rem. Em thích ăn cà rem mà. Thôi mời. Em không biết gì nè, hồi lúc chị em á mới quen anh. Sao sao? Ngồi xuống cái đòi. Chị chả đòi gì cả. Lần đầu tiên gặp anh thì chị đòi một tí thú đau thương thôi. À, vậy. Nhưng mà nhá, thơ cô hay lắm đấy. À, mình anh ăn kem xong rồi lạnh xong hôn nhau, cái hôn nó gọi là cái hôn lát xê, hôn đông lạnh. Chưa anh Minh, thấy chưa? Trời ơi, thơ hay đấy. Bây giờ anh Minh cho em biết lời là ý kiến thành thật của anh Minh đi. Anh nói thiệt với em nha. Honesty is the best policy. Bởi vậy vì câu đó anh nói với em là làm thơ con cóc dở ẹt. Đâu có. Kỳ cục với em. Thơ vậy dở hả? Ờ. Anh John á, bồ của em á. Sao? Anh khen cái thơ này nha, tuyệt tác phẩm đó nha. Trời đất ơi. Anh nói em á hả, tài sắc vẹn toàn á. Thôi đi em ơi. Tại vì John là kép của em. Ông nội nó không dám chơi, không chia nó. Anh nói với em rồi, thằng John nó từng tâm sự với anh là trong cuộc đời của nó sợ nhất em làm thơ đó. Anh đừng có làm nữa. Tối số cho tôi là kỳ này về là tôi xé xác rồi, tôi không cho gặp mặt nó đâu rồi nha. Ủa mà anh Minh ơi, sao? Anh Minh quen với anh John hả? Anh là bạn học thân lắm á. Anh quen thân vậy hả? Thì em hỏi anh Minh nha. Hỏi gì? Chiều nay anh nói anh dẫn em đi chụp hình nè. Anh chụp hình hay không? Cái gì? Thằng John chụp hình? Ừ. Honesty. Anh nói em nghe nè. Thằng John á, cuộn phim không biết ráp vô máy nữa rồi chụp hình. Có đâu. Anh nói hả? Anh nói anh sẽ chụp hình cho em làm model đó. Anh nói là hả? Anh sẽ giới thiệu cho em làm người mẫu của hãng Chanel nè. Hãng mỹ phẩm Chanel đó. Đúng rồi. Anh nói em á hả? À, anh đậu thủ khoa của cái môn chụp hình ở bên Đông Kinh đó. Chuyên môn chụp hình khỏa thân không à? Cái gì? Chụp hình khỏa thân? Ừ. Xin lỗi em ạ. À. Anh chụp hình khỏa thân còn hay hơn nó đó. Ông ấy em khỏa trên thân chưa? Cái gì? Tôi đang khỏa này. Nhưng mà anh Minh à, nhưng mà bây giờ anh nói thiệt với em một lời đó đi. Anh coi kỹ bài thơ này, anh mở ra đi, anh đọc sao? Đi kỹ cho em nha. Không. Anh thấy em sao?
anh coi rồi anh sẽ thấy là em có thể có triển vọng trở thành một thi sĩ không? Với nhiều đêm thức trắng mà suy nghĩ, bài thơ của em sẽ là... Là thơ con khỉ. Em sẽ là loài sĩ. Thôi em ơi, anh nói em rồi, đừng làm thơ nữa chứ. Ẹt ha. Cái gì vậy? Anh thấy dở á, là tại trình độ của anh thấp kém quá đi. Anh không có đủ tài anh thưởng thức thơ của tôi. Thấy anh dịu dàng quá mà. Bình thường anh ưa nói lời ngon tiếng ngọt, anh dỗ dành phụ nữ nên tôi mới hỏi ý kiến anh. Chứ mà tôi biết anh cà chớn vậy, tôi đâu có thèm hỏi anh làm gì. Đừng biết anh à, từ đây đừng nhìn mặt tôi nữa nha. Trời ơi. Nó hiện nguyên hình rồi đó, thấy chưa? Gì kì á? Mãng xà tinh xuất hiện giữa ban ngày. Trời đất ơi, tướng này tướng thi sĩ đó hả? Tướng này tướng chỉ lộn mướn á. Thôi đủ rồi, nãy giờ tôi nói thân thiết thì hãy mình ném nó thật. Còn người lạ mà nói, bây giờ anh đi vào. Em không muốn nói. Em nói với anh là anh nói xạo em đi dị anh mà. Thôi bây giờ không nói gì hết, im nhé. Tôi đã không nói gì hết, rồi anh đi vào đây, Chị chờ em, em lấy chát cho chị nhé, đi vào đây. Trời ơi. Khổ quá chị ơi, đây. Áo đây. Em ơi, áo này đẹp quá vậy. Vâng. Hơi khoác thử nhé. Chưa, đấy. Em nói thật nhá. Trời ơi đẹp quá. Ngày trời ơi. Chỉ có một mình chị á. Trời ơi sao vậy Minh? Đào sao vậy Minh? Trời tôi nghĩa thằng nhỏ quá. Trời ơi cho tao đợi mở. Trời ơi tội nghiệp. Tự nhiên bắt giá lại à? Vậy. Vừa mãi rồi. Tội nghiệp ghê không? Trời ơi. Không em bị lỡ. Nói nhiều nó lỡ mồm. Em sẽ hát. Trời ơi em ác cái gì đâu. Em nói thật cái ly dị em à. Bây giờ nói thiệt không cho. Thôi đủ rồi, để tôi làm việc. Chị em nói chị nghe này, cái áo này chỉ có một mình chị là xứng đáng thôi đấy. Nó cứ lông lông thế này là xứng đáng. Em lại quên nữa rồi em. Anh cũng muốn lắm nhưng mà tại vì honesty is the best policy. Hôm qua anh nói gì vậy chị vậy? Em nói anh á là chị Lan mặc áo này không có hợp xấu lắm. Cái gì vậy? Thiệt mà. Nói gì vậy đó phải không? Không, em đâu có nói gì đâu. Em nói gì chị? Nói đi. Anh hả? Ngày hôm qua em nói gì chị Lan? Anh nói thử em nghe coi. Nói đàng hoàng, quên cái này đi. Nói, quên cái này. Không thể quên, honesty. Anh nói liền. Nói đi Minh. Chị biết không? Ừ. Vợ em nói chị mặc cái áo này xấu lắm. Tại vì chị vừa mập vừa lùn, chân chị lùn. Chị đi như con vịt sim đai. Trời. Chị nói vậy đó. Cô nói tôi vậy phải không cô? Cô tưởng cô đẹp lắm hả? Trời đất ơi, hai cái chân như hai cái cẳng gà vậy đó. Mặc mini zip thế mà ghê luôn mà tưởng mình đẹp lắm hả? Cái gì? Chị trời này, chọc gan em hả chị? Ừ. Chị chọc gan em à? Ừ. Xin lỗi nhá, chị cứ nhìn lên tivi mà coi. Model người ta cứ khẳng từ chân xuống dưới thế này này. Hàng triệu triệu phụ nữ trên cái thế gian này á. Cầu có một cái cẳng gà như tôi để mặc mini zip lên chưa chị? Xin lỗi à, còn hơn là chị. Anh coi đấy, hai cái bắp chuối thế này, hai bắp chân thế này như là hai trái xoài tường á. Mà chị có biết chấm mắm đường nó chả làm được cái việc gì. Phải rồi, xài tưởng chấm mắm đường có nhiều người thèm lắm mà. Còn cô chỉ có mấy tiệm hủ tiếu nó thèm thôi à. Tiệm hủ tiếu thèm tôi điên hay sao thèm? Nó thèm nấu xi quách đó. Không tin hỏi chồng cô thử coi. Anh, bây giờ em hỏi anh này, có chị Lan đây. Chân em này có phải là chân cẳng gà hay không? À. Không. À. Chân em không phải cẳng gà. Thấy chưa? Chân em là cẳng cò. Tại vì chân em anh nói thiệt á, còn tệ hơn là hai cẳng gà nữa. Dạ hai, tại vì cẳng cò nó vừa cong mà nó vừa ốm đó chị. Ờ bởi vậy im ngay, tôi không muốn anh nói nhá. Nè cho im, đừng có làm bộ rầy chồng mà cho qua chuyện nghe chưa. Tôi báo cho cô biết, kể từ nay hả, không chị em không hàng xóm láng giềng cái con khỉ khô gì hết á. Tôi không chả cần. Bây giờ tôi vĩnh biệt cô nè. Sayonara. Bye bye. Goodbye chị luôn. Chị. Never see you again. Em. Me too. Thôi chị. Chị cái gì Lan? Muốn cái gì? Ê. Quýt lộn hả chị? Xin lỗi chị, em có giỏi nha. Giỏi gì? Để cái đẳng tay con queo. Thôi chị ơi, nói chứ giận xíu thôi mà bỏ qua đi chị. Nói gì? Chị Lan à, em bây giờ em tự nhiên em thấy bực mình quá đi mất thôi. Sao vậy? Em bực mình vô cùng vậy đó. Bực mình cái gì? Chị biết không, chị em mình tình nghĩa chòm xóm mấy chục năm nay, vui vẻ. Tự dưng hôm nay lại gây nhau cái lộn ổ lên. Em chả biết vì đâu mà ra cái nguyên do thế này. Phải rồi. Vì ai vì đâu chứ, vì ai? Vì ai, vì ai? Vì ai? Vì mày! Hả? Chị chờ em chút xíu. Chờ em. Trời vậy? Ơi, tức quá. Chờ em chút xíu. Gì em? Hello. À, bác sĩ Tuấn đấy à? Vâng, em Đào.
đào vợ mình chứ còn đào nào nữa, bộ lắm đào lắm mà. Cái gì? Chúc mừng cái con khỉ tan nhà nát cửa đây này. Bây giờ em nói bác sĩ nhá, bây giờ ngày mai em gửi chồng em lên bác sĩ dạy cho chồng em nói dối lại như cũ nhá. Cái gì? Dạy nó thật thì 1.200 mà dạy nói dối 2.400 à? Chặt gì mà chặt lắm thế bố. À, thôi được rồi, rồi đằng nào cũng phải. Ngày mai nhá, em gửi chồng lên bác sĩ luyện lại nhá, nói dối như cũ giùm em please. Vâng, chào bác sĩ. Đấy, chị thấy chưa? Phải như thế này mới được thôi, không thể chịu được nữa rồi. Bởi vì chị nói hai em nghe. Dạ. Mấy ông bà già hồi xưa nói rất là đúng, em thấy không? Sao chị? Lời nói đó không có mất tiền mua. Dạ. Liệu mà nói dốc cho vừa lòng nhau. Ủa kỳ vậy? Vâng, thấy không? Một lời nói dối tế nhị hơn là một sự thật thô thiển đấy. Sao kỳ vậy? Anh. Gì em? Ngày mai lên bác sĩ nhá. À. Em cắn răng 2.400 cho anh học nói dối đúng trở lại nhá. Gì kỳ vậy? Chứ sao? Sao vậy? Trời ơi, anh nói em nghe nè, mình nói thiệt mới là khó, mới cần đi học. Chứ nói dối ai nói không được. Em muốn không? Làm liền liền. Làm thử em coi. Rồi chị Lan. Gì? Chị rất trẻ, rất đẹp. Da chị căng giống như gái 18 tuổi gì đó. Dễ thương á. Em. Hả? Tóc em thơm hương mùi dạ non. Mắt em là bể hoa cù. Trời ơi, tự dưng cái gia đình hạnh phúc hẳn lên. Vui vẻ liền thấy chưa? Nói dối cái vui. Anh. Sao em? Từ đây đấy nha. À. Em mà chỉ nghe anh nói thật một câu thôi đấy là em ly dị anh liền đấy. Bảo đảm với em 100 năm hạnh phúc thì. Đúng. Dạ.